Mình xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình các bạn. Thì đến với kênh hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là tạo hình những cái vật dụng động vật hay là có thể là rau củ hay là hoa quả hay là bông hoa các bạn mình sắp đặt nha các bạn. Thì mình sẽ nắng là 12 màu sáp nha. Thì để không mất thời gian các bạn nữa thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nặn hình luôn nha các bạn. Thì mình sẽ giới thiệu cái dụng cụ của mình gồm có tổng quan của mình là 12 màu sáp đất. Đây 12 màu sáp đây các bạn đó. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, mình sẽ tạo hình là con chuột nha, bằng sáp đất nha các bạn. Thì mình sẽ xin giới thiệu các bạn, mình sẽ tạo hình con chuột bằng cái màu trắng xám nha. Để tạo hình con chuột mình sẽ nhắc tạo phần cho nó ra là 4 phần đất là phần chân. Sẽ tạo hình bằng cục sáp nha các bạn. Thì các cục sáp tròn này các bạn sẽ xe tròn ra, rồi chúng ta sẽ nặn cái phần mà để cho nó dài nha các bạn. Rồi mình tạo phần mỏ nha. Mình sẽ tiếp theo mình sẽ tạo cái phần là phần mắt cho con chuột. Đây là phần mắt của con chuột đó các bạn. Rồi mình sẽ tạo cái phần mũi. Rồi chúng ta sẽ tạo tiếp tục là hai phần lỗ tai. Hai phần lỗ tai chuột nha các bạn. Đây mình sẽ hoàn thành lỗ tai của nó. Tiếp tục nha các bạn. Đó, rồi tiếp tục mình sẽ tạo hình lên phần lỗ tai tiếp tục nha. Rồi tiếp tục mình sẽ tạo cái phần mà phần chân của con chuột nha. Cái phần chân của con chuột các bạn. Rồi mình đang nặn phần là con chuột, đây là con chuột bạch.
tiếp tục là phần móng của con những đứa con chuột bạch nha. Cái phần móng như thế này. Đây, đảo phần móng như thế này. Nên chúng mình sẽ để các bạn dưng móng dưng của chú chuột lên nha. À, hai cái chân, ba chân, à, bốn chân. Các bạn có thấy mình tạo hình con chuột của mình có hoàn thiện chứ các bạn. Rồi các bạn có thấy hay thì nhớ like chia sẻ kênh cho mình nha các bạn. Rồi mình xin chào và tạm biệt các bạn, hẹn các bạn ở những clip sau nha.